Chào mừng các bạn trở lại với loạt bài giảng về giải tích của tôi. Tôi là tiến sĩ Nguyễn Việt Anh ở trường đại học FPT. Các bạn hãy đăng ký kênh của tôi để nhận những bài giảng tiếp theo. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ tiếp tục phần hàm số. Chúng ta sẽ chữa một số bài tập tiêu biểu về hàm số. Tôi nhắc lại là như thế này: hàm số f, trong hàm số f đi từ một tập x đến một tập y, thì x được gọi là tập xác định hàm số, hoặc tiếng Anh là numen. Y được gọi là tập đích, hoặc tiếng Anh là codomain. Nếu mà giả sử ta lấy một giá trị x nhỏ thuộc x lớn, và nếu mà ta có fx nhỏ bằng y, y nhỏ này tất nhiên là thuộc y lớn, thì cái y nhỏ này được gọi là một ảnh của x. Và chúng ta có khái niệm là nghịch ảnh nữa. Khái niệm nghịch ảnh như này: nếu giả sử chúng ta lấy một phần tử y nhỏ thuộc y lớn này, và chúng ta hỏi là những phần tử x nào thỏa mãn điều kiện là fx bằng y nhỏ, thì những tất cả những cái phần tử x đó thì người ta gọi là nghịch ảnh của y nhỏ. Và khái niệm cuối cùng là khái niệm về range, có nghĩa là tập giá trị của hàm f. Như các bạn có thể nhìn thấy, viết được ký hiệu tập hợp thì nó như thế này, tức là tôi lấy tất cả những phần tử x thuộc x và tôi tìm ảnh của tất cả những phần tử đấy, tôi nhét vào một tập hợp, thì đấy tập hợp gọi là tập hợp giá trị của f, tức là tất cả những giá trị mà f có thể đạt được. Rồi, đấy là phần lý thuyết. Nào, chúng ta hãy cùng chữa một số bài tập về phần này. Dạng bài tập đầu tiên là người ta cho các bạn một công thức về một hàm f, fx bằng một công thức gì đó, và người ta hỏi các bạn là đâu là tập xác định của cái hàm số này và đâu là cái tập giá trị của hàm số này. Tập xác định hàm số này thì tức là gì? Những giá trị của hàm của x sao cho mà hàm cái công thức đó nó có ý nghĩa, đấy là tập xác định của hàm f. Còn tập giá trị thì các bạn sẽ đặt câu hỏi là bây giờ khi x mà chạy trên toàn bộ cái tập xác định đấy, x lấy một giá trị bất kỳ trên tập xác định đấy, thì hàm f nó sẽ nhận những giá trị nào. Đấy, thì chúng ta bắt đầu bằng hai ví dụ như thế này. Ví dụ thứ nhất, rồi các bạn có thể tự giải, các bạn có thể dừng video lại một chút và tự giải, sau đó thì chúng ta sẽ xem lời giải. Bây giờ cho hàm fx bằng 1 chia cho 5 trừ 2 cos 3x, và bây giờ người ta hỏi hàm f này được xác định như thế nào, ở trên tập nào, và tập giá trị của hàm f là gì. Thì trước hết là tập xác định. Để mà tìm tập xác định thì bây giờ các bạn phải xác định điều kiện là đây là có phân số này, một chữ cho cái này ở dưới mẫu này, một biểu thức dưới mẫu này, mà muốn được một phân số mà có ý nghĩa thì có nghĩa là mẫu số phải khác không. Đấy, thì là điều kiện. Năm trừ đi hai cos ba x khác không? Rồi, thì tất nhiên ở đây các bạn thấy rằng là cái này điều này luôn đúng, bởi vì hàm cos là một hàm nằm giữa trừ 1 và 1, cho nên là luôn đúng. Cho nên là domain của cái hàm số này, như là tập xác định của nó, thì là bằng cả bằng số thực. Nếu mà muốn tìm range thì sao? Nhắc lại, range có nghĩa là bây giờ tôi hỏi nếu mà x chạy trên R, x nhận một giá trị, tất cả các giá trị có thể, thì f sẽ nhận những giá trị gì? Thì ở chỗ này thì các bạn sẽ làm là như vậy là cos 3x sẽ có giá trị từ trừ 1 đến 1. Ở đây mà nói một cách thực sự chính xác thì các bạn thấy chỗ này, khi tôi nói là có giá trị từ 1 đến trừ 1 đến 1, có nghĩa là nó nhận mọi giá trị từ trừ 1 đến 1, chứ không phải chỉ là những giá trị nó có thể nhận là nằm từ trừ 1 đến 1. Đấy. Thì sau đó thì các bạn thay vào thì các bạn sẽ thấy rằng như vậy f
giá trị của F sẽ là gì? Khi mà cos tan x chạy bằng trừ 1 thì như vậy bạn thay trừ 1 vào đây thì biểu thức này thành 5 cộng trừ đi 2 nhân với trừ 1 có nghĩa ra là 7, mẫu ra là 7. Nếu mà bạn thay 1 vào đây thì là 5 trừ đi 2 là 3, thì như vậy là mẫu chạy từ 3 đến 7. Như vậy là cái biểu thức này nó sẽ chạy là từ 1 phần 7 cho đến 1 phần 3. Rồi, về sau các bạn sẽ để hoàn toàn chính xác cần cái khái niệm là hàm liên tục để chắc chắn rằng là bây giờ tôi vừa nói rằng là biểu thức này sẽ lớn bằng 1 phần 7 và nhỏ hơn bằng 1 phần 3. Nhưng mà sau đó bạn có thể thắc mắc là nhưng mà nhớ có một giá trị nào giữa 1 phần 7 và 1 phần 3 mà hàng F nó không nhận thì sao? Thì đấy là câu chuyện về là sử dụng tính chất hàng F là liên tục. Rồi những cái đấy thì là sau, ở thời điểm này thì các bạn tạm chấp nhận là như thế này. Rồi bài toán ở bên cạnh. Cho hàm fx bằng căn của 4 chữ pi như vậy. Thì các bạn đều nhận thấy lumen của nó thì là cái điều kiện để mà hàm số này nó xác định thì là mình cần phải có hàm căn ở đây, cho nên mình cần 4 chữ pi sẽ lớn hơn hoặc bằng 0. Là các bạn sẽ giải ra thì là sẽ là x sẽ trừ tuyệt đối của x sẽ nhỏ bằng 2. Như vậy cái lumen nó sẽ bằng đoạn từ trừ 2 cho đến 2. Còn về tập giá trị thì sao? Các bạn chú ý là tập giá trị với tập tích là khác nhau nhé. Tập giá trị là tập tích. Tập giá trị có nghĩa là chính xác tất cả những giá trị mà hàm F có thể nhận được. Còn tập tích ở đây thì thường người ta sẽ viết hàm F như vậy là một hàm số đi từ tập trừ 22 cho đến tập R. Thì cái tập R đấy gọi là tập tích, nhưng mà nó không phải là tập giá trị. Rồi thì ở đây nhanh chóng các bạn sẽ nhận thấy rằng là x có thể chạy từ trừ 2 đến 2. Và biểu thức này thì các bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy rằng là khi đó thì là F sẽ nhận giá trị từ nhỏ nhất là 0 và lớn nhất là 4. Khi lớn nhất là 4 khi x bằng 0 thì như vậy range sẽ bằng 0 và nó sẽ nhận mọi giá trị 0, 4. Tôi nhắc lại là các bạn sẽ học khái niệm hàm liên tục, lúc đấy thì là tại sao lại nhận toàn bộ 0, 4 nó mới chính xác hơn. Bây giờ thì các bạn tạm chấp nhận là như vậy. Bây giờ các bạn tạm chấp nhận là như vậy. Rồi chúng ta tiếp tục với hai bài tập khác. Bài tập này các bạn nhìn trên bảng. Bài tập thứ nhất thì nó hỏi là tập giá trị của hàm số fx bằng x chia cho 1 cộng x bình là bằng bao nhiêu. Thì thường là tất nhiên là khi mà người ta cho một hàm số, cho bởi một công thức mà người ta chưa xác định rõ ràng là tập xác định, thì thường là công việc đầu tiên kể cả người ta có không hỏi thì các bạn cũng xác định tập xác định nó là gì. Thì tập xác định hàm số này là mọi giá trị x có thể, đúng không? Mọi giá trị thể có thể. Cho nên là tập xác định là tập số thực này. Bây giờ muốn tìm là tập giá trị Muốn tìm tập giá trị thì các bạn bây giờ làm xử lý thế nào? Rồi sẽ có rất là nhiều cách. Rồi về cơ bản thì chỗ này là bạn sẽ tìm cách là xem là giá trị nhỏ nhất của x của f là bao nhiêu này và giá trị lớn nhất của f là bao nhiêu này, rồi sau đó thì các bạn kết luận thì là tập giá trị của hàm f nó chính là từ nhỏ nhất cho đến lớn nhất. Rồi cái việc mà nó nhận như vậy thì là vì f hàm liên tục, các bạn sẽ học xong. Rồi làm thế nào để làm như thế thì các bạn có thể làm như thế này. Nếu mà giả sử ta viết là y bằng x chia cho 1 cộng x bình này, thì người ta muốn xem là y có thể chạy từ đâu đến đâu này. Thì cái này bạn giống như giải công trình thôi, thì bạn nhân lên, bạn nhân mẫu của đây này để phá cái mẫu đi, thì là bạn sẽ có 1 cộng x bình nhân với y bằng x. Rồi thì bạn sẽ nhận thấy đây là một phương trình bậc 2 của x. Thì các bạn biết là tương đương với y x bình trừ x cộng với y là bằng 0.
bây giờ cái phương trình này có nghĩa. Phương trình này có nghĩa khi mà chỉ khi. Đấy, thì bây giờ bạn phải tìm test bằng chữ y xong cho cái này có nghĩa thì tương đương với việc là y sẽ bằng một cái việc cái này với một x nào đó, đúng không? Thì cho nên là tương đương với các bạn học rồi thì là delta là bằng trừ một trừ tổng bình phương b bình trừ đi 4 ac ac trừ đi 4 y bình bằng 1 trừ 4 y bình. Cái này biểu thức này phải lớn bằng không, thì như vậy là các bạn sẽ thấy là tương đương với y sẽ là trừ tuyệt đối của y sẽ nhỏ hơn là bằng 1/2. Và sau đó thì bạn kết luận là range sẽ bằng đoạn từ trừ 1/2 cho đến 1/2. Rồi đó là bài bên này, và ở đây bài tiếp theo. Bài này sẽ tìm domain của hàm số này. Chúng ta có thể tìm range của hàm số này, có thể. Thế nhưng mà đó sẽ là bài tập phức tạp hơn. Và tôi sẽ không chữa ở đây. Thì sau chúng ta sẽ có thể chúng ta sẽ quay lại bài tập như thế này, nhưng ở mức bây giờ thì nó có thể là hơi khó quá đối với đại bộ phận các bạn. Rồi, tìm domain của hàm số này thì bây giờ các bạn phải là làm thì người ta cho f là một biểu thức như này này. Thì các bạn phải tìm giá trị x sao cho cái biểu thức này nó được xác định, nó có ý nghĩa. Như vậy là để có ý nghĩa thì đầu tiên là bạn quan sát là một căn này, và sau đó có cái việc là một phân thức này. Thì bây giờ các bạn biểu thức ở trong này nó phải căn thì muốn xác định biểu thức trong này phải lớn bằng không này. Và cái phân số này xác định khi mà trước khi mà cái mẫu nó khác không này. Cho nên là cái tập xác định của nó thì sẽ bằng tất cả những giá trị x sao cho mà x bình trừ 3 x cộng với 2 lớn hơn hẳn không này. Rồi bây giờ bạn giải này. Bạn giải chúng ta thì bạn cũng thấy là x bình trừ 3 x cộng 2 lớn hơn không, thì các bạn đều biết rồi, khi mà chỉ khi là một tam thức bậc 2 mà lớn hơn không, khi mà chỉ khi là nó là nằm giữa hai nghiệm, khi mà chỉ khi x không phải nằm giữa hai nghiệm, x nằm hoặc là bên phải cái nghiệm to hơn này, hoặc là nằm bên trái cái nghiệm nhỏ hơn này. Rồi để tìm hai nghiệm thì các bạn có thể dùng delta vân vân. Thế nhưng trong chỗ này thì là người ta đã cố tình để cho kết quả này là như thế này. Đấy, thì là như vậy hai nghiệm của đa thức này là 1 và 2. Và như vậy thì bạn sẽ có domain bằng là tôi vừa nói rằng là như vậy là từ trừ vô cùng 1 hợp với 2 dương vô cùng, hoặc là nằm bên phải nghiệm to hơn, hoặc là nằm bên trái cái nghiệm nhỏ hơn. Ok, chúng ta tiếp tục chữa tiếp hai bài tập về phần tập giá trị range của hàm số. Đây là một phần mà khi mà tôi đi dạy tôi cảm thấy là rất nhiều bạn là không làm được, hoặc là dạy rồi xong họ lại quên. Thì các bạn phải chú ý đến tập. Rồi, cho hàm số fx là bằng là 1 trừ đi trừ tuyệt đối của x trừ 2. Và bây giờ chúng ta hỏi xem là hàm số f này có thể nhận được giá trị như thế nào. Thì các bạn sẽ nhận thấy là rất là dễ. Tôi sẽ nói luôn kết quả ở đây. Tôi đã thích vào mồm. Là khi mà x chạy thì tất nhiên là trừ tuyệt đối thì nó chạy từ 0 cho đến cái gì, cho đến dương vô cùng. Bởi vì khi x sẽ là đến dương vô cùng thì là cái trừ tuyệt đối của trừ 2 thì đến dương vô cùng. Thế bây giờ tôi lấy 1 trừ đi cái này, 1 trừ đi một cái gì đó chạy từ 0 đến dương vô cùng, thì đáp án ra là gì? Thì đáp án sẽ cho ra là một cái số gì đó chạy từ âm vô cùng cho đến 1.
Đấy là đáp án. Rồi, về chuyện tuyệt đối thì rất đơn giản. Tiếp tục bài này thì tôi có hàm F là một phân thức thế này. Bây giờ là người ta hỏi là hàm F này thì domain của nó là gì, tập xác định là gì, domain sẽ bằng. Tất nhiên các bạn phải kiểm tra xem là cái mẫu nó có giờ bằng không được không, thì các bạn sẽ rất nhanh thấy là mẫu không thể bằng không được, cho nên là nó bằng R, mẫu luôn luôn lớn hơn không. Bây giờ tìm tập giá trị này thì bạn cũng làm như trước. Rồi bạn làm như trước, bạn đặt y là bằng x bình trừ 2x cộng 4, thì cho x bình cộng với 2x cộng 4, sau bạn nhân lên tương đương với y nhân với x bình cộng với 2x cộng 4 sẽ bằng là x bình trừ 2x cộng 4. Rồi các bạn sẽ là chuyển về và các bạn sẽ thấy là lại đưa về một phương trình bậc 2 của x, và chúng ta cần tìm y sao cho là cái phương trình này có nghiệm. Như vậy là y trừ 1 x bình cộng với 2 lần y cộng 1 x cộng với 4 y trừ 4 bằng 0. Thì như vậy là để phương trình này có nghiệm thì cái delta, rồi cái delta phẩy sẽ lớn hơn bằng 0. Ngắn y cộng 1 bình phương trừ đi rồi b, b chia cho 2 tức là bình phương này trừ đi ac này trừ đi, như vậy trừ đi ac là trừ đi 4 lần y trừ 1 tất cả bình phương. Và các bạn sẽ thấy rằng là ok, áp dụng cái công thức tác là a bình này trừ đi b bình, a trừ b nhân a b, như vậy các bạn sẽ y cộng 1 này trừ đi 2 lần y trừ 1 và y cộng 1 cộng với 2 lần y cộng 1 y trừ 1. Rồi tôi sẽ viết sang phải, từ bên phải bên trái này, và sẽ bằng là 3, các bạn 3 trừ y này bằng 3 trừ y nhân với 3 y trừ 1. Và bây giờ bạn muốn cái biểu thức này sẽ lớn hơn bằng không, là khi và chỉ khi là, rồi các bạn sẽ để ý là khi và chỉ khi là các bạn kiểm tra để xác định 1 phần 3 nhỏ bằng y nhỏ hơn là bằng 3, và như vậy là range của hàm số đấy là thật hơn 1 phần 3 cho đến 3. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang là về phần nghịch ảnh. Rồi nghịch ảnh nghĩa là gì? Rồi giờ ví dụ như là tôi lấy ví dụ bài tập 7 như thế này, cho hàm số fx bằng 1 trừ đi chuyển tới bước trừ 2, thì người ta hỏi là ví dụ như f trừ 1 của số 2 là bao nhiêu, có nghĩa là tôi phải tìm tất cả những giá trị của x sao cho cái biểu thức này nó bằng 2. Thì ví dụ trước thì là mình đã làm là mình sẽ tìm thấy là cái range hàm số, tập giá trị hàm số f này là nằm từ trừ vô cùng đến 1, cho nên nó sẽ không bao giờ nhận được giá trị 2. Thế nên các em có thể là, hoặc là các em có thể thêm 2 vào, em sẽ thấy là nó không thể giải được phương trình đấy, thì nó là tập rộng. Bây giờ tìm f trừ 1 của trừ 5 thì mình phải giải phương trình là 1 trừ đi x trừ 2 và bằng trừ 5. Rồi thì các em sẽ giải là x trừ 2 thì tuyệt đối sẽ bằng, rồi chuyển về sang bằng 6. Như vậy là x trừ 2 sẽ bằng là 6, hoặc là x trừ 2 sẽ bằng trừ 6, nghĩa là x sẽ bằng 8, hoặc là x sẽ bằng trừ 4. Và như vậy sau đó em kết luận là em sẽ viết là tập hợp của f trừ 1 của cái số trừ 5. Rồi tại sao người ta lại phải thêm cái này? Đấy là một câu chuyện về sau chúng ta sẽ học về hàm ngược, thì
thầy sẽ giải thích. Còn ở đây thì em cứ tạm chấp nhận là để mà viết thực sự đúng thì nó phải có dấu như thế này. Để chỉ là F trừ 1 nghịch ảnh của một tập hợp. Cái tập hợp này thì gồm có một phần tử. Là bằng trừ 4 và 8. Tiếp tục câu này. Tương tự là để giải từ nãy chúng ta đã thấy là tập giá trị khoảng S này là bằng từ 1 phần 3 cho đến 3. Cho nên là F trừ 1 của 4 cũng giống như chia là tập rộng. Tức là không có giá trị X nào sau cho biểu thức này sẽ bằng 4. Còn 2 thì có thể. Và để mà giải 2 thì chúng ta sẽ là phải giải là chúng ta sẽ viết lại như này. Nếu mà em có thể nhìn vào cái phương trình từ này ở đây để viết phương trình bậc 2, em thay vào luôn, không thì chúng ta sẽ làm bằng này. Rồi chúng ta sẽ là khi mà chúng ta có một như này muốn giải thì chúng ta phải nhân mẫu đi. Tuy rằng đây là một cái điều rất đơn giản, tại đề cấp 3 thì các em học và nhận thầy cô nào cũng bảo các em làm thế. Nhưng mà khi nó lên đại học, thầy đã dạy đại học và thế các bạn là đến đây các bạn không biết làm như nào tiếp. Rồi bây giờ nếu các em có một phân số bao nhiêu thì tất nhiên là em phải nhân mẫu đi. Em phá nó bỏ cái mẫu đi. Sau đó thì tất nhiên là em sau đó thì em chuyển về từ bên trái sang bên phải, từ bên phải sang bên trái. Ok, bây giờ thì em sẽ chuyển là thì em sẽ có được phương trình x này cộng với 6 x này cộng với 4 là bằng 0 này. Sau đó thì giải phương trình này thì em đều biết rồi, em có thể bấm máy tính. Rồi, hoặc em tính là delta 7 sẽ bằng 9 3 bình phương trừ đi 1 nhân 4 bằng 5. Và sau đó thì em có hai nghiệm là x1 bằng trừ 3 cộng căn 5 và x2 trừ 3 trừ căn 5. Và như vậy là tập F trừ 1 của 2 bằng là trừ 3 tập hợp bao gồm hai số là trừ 3 cộng căn 5 trừ 3 trừ căn 5. Đó là toàn bộ cái buổi hôm nay. Như vậy nhắc lại là mình đã học những cái gì? Mình đã học về tìm tập xác định này, tìm tập giá trị này và tìm nghịch ảnh này. Trong bài giảng tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang, chúng ta vẫn học về hàm số, chúng ta chuyển sang là những phép toán hàm số, và đặc biệt có một cái phép toán mà gây rất nhiều khó khăn cho các bạn, đó là phép hợp của hai hàm số. Rồi, đấy là video sau, thì hẹn gặp lại các bạn trong video sau.